Cặp đôi Trung Quốc cầm 1.000 nhân dân tệ đi du lịch Việt Nam khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xem mà phát thèm. Loa phường 4.0 xin chào các bạn. Các bạn thân mến, Việt Nam chúng ta nổi tiếng với rừng vàng, biển bạc, nhiều danh lam thắng cảnh hùng vĩ, nhiều di tích lịch sử lâu đời. Đây là một điểm độc đáo của Việt Nam mà nhiều đất nước khác ghen tị. Đương nhiên nhiều danh lam thắng cảnh là thế, Việt Nam cũng là một điểm đến du lịch lý tưởng cho bạn bè Nam Châu. Điển hình như video của một cặp đôi Trung Quốc cầm 1.000 nhân dân tệ đi du lịch Việt Nam khiến cộng đồng mạng xứ Trung phải trầm trồ khen ngợi. Vậy cặp đôi này đã trải nghiệm những gì ở Việt Nam và điểm tới của cặp đôi này trông hùng vĩ như thế nào? Mời các bạn hãy cùng đón xem video sau nhé! Lời đầu tiên, cặp đôi xứ Trung phải thốt lên khi có dịp được ghé thăm Việt Nam là Việt Nam thật đẹp. Đây là những trải nghiệm không thể nào quên, đi du lịch Việt Nam quả thật đáng để thử. Họ thực sự rất ấn tượng khi dịch vụ du lịch tại Việt Nam tốt như vậy. Họ đăng ký theo tour nên vừa đáp tới sân bay sẽ có xe đưa rước và người ra đón tận cửa. Đồ ăn ngon, quang cảnh nên thơ, không khí trong lành và view phòng ngủ nhìn thẳng ra biển cũng là một điểm cộng rất lớn đối với họ. Địa điểm họ tới là một hòn đảo nơi có bãi cát trắng nắng vàng, mặt biển trong xanh. Đây cũng là lần đầu họ trải nghiệm nhiều môn thể thao mới lạ. Cặp đôi tỏ ra rất phấn khích khi trải nghiệm các dịch vụ đi từ cano tới cano kéo dù bay. Bên cạnh đó, họ còn được tới thăm di tích đền tháp Champa, được hòa chung vào điệu nhảy của dân tộc Chăm, được nhìn ngắm và tự tay cảm nhận những nền kiến trúc cổ xưa và đương nhiên không thể thiếu được trải nghiệm thưởng thức ẩm thực của Việt Nam. Từ ly cà phê sữa quen thuộc tới bánh mì, bún bò, kem bơ sầu riêng, họ phải trầm trồ vì đồ ăn Việt vừa ngon vừa rẻ, đã thế còn rất đa dạng và trông rất ngon mắt. Cuối video, họ còn không quên kêu gọi mọi người. Hãy tới Việt Nam và trải nghiệm văn hóa, ngắm nhìn những danh lam thắng cảnh, di tích, tìm hiểu những phong tục đặc trưng, trải nghiệm những món ăn địa phương bình dị. Khi video được lên sóng đã gây bão khắp cộng đồng mạng xứ Trung, ai nấy đều bất ngờ khi thấy với số tiền 1.000 nhân dân tệ mà trải nghiệm được nhiều dịch vụ, đắm mình vào phong cảnh nên thơ như vậy là quá xứng đáng. Uầy, mình không nghĩ là Việt Nam lại có cảnh đẹp tới vậy á. Trong mắt mình, Việt Nam là một quốc gia hoang sơ lắm cơ, hay là mình lạc hậu quá rồi nhỉ? Chỉ với 1.000 nhân dân tệ mà trải nghiệm được tất cả dịch vụ như video sau, không phải đùa tôi đấy chứ, nếu thật thì tôi phải book một vé trải nghiệm ngay mới được. Đồ ăn ở Việt Nam siêu rẻ mà bao ngon mọi người ạ, đi một lần mà tôi mê mệt đến tận giờ, chỉ cố gắng cày cuốc để có thể ghé thăm Việt Nam vào một ngày không xa nữa. Mới đi Việt Nam về mà nhớ Việt Nam ra diết, cảnh vật và văn hóa rất độc đáo, đồ ăn thì ngon miễn chê luôn. Hô hô, làm sao để hết nhớ Việt Nam đây? Ôi, mình chưa được cảm giác chơi cano dù bao giờ cả. Chắc chắn khi ghé Việt Nam mình sẽ thử mới được. Bạn book vé dịch vụ như thế nào đấy? Chỉ mình với nha. Công nhận, view khách sạn đẹp miễn bàn luôn mọi người ạ. Nhìn mà ghiền ơi là ghiền, nằm check-in là đáng tiền bỏ ra đi du lịch rồi. Cảnh đẹp quá, hết dịp này chủ thất chắc là có hình đăng cả năm. Chà chà, như vậy mới là đi du lịch chứ, đúng như vậy thì đi du lịch không phí tiền. Giờ ở Việt Nam dịch vụ du lịch đã được phục vụ tốt như vậy rồi hả ta? Với cái giá 1.000 nhân dân tệ mà trải nghiệm như này thì quá là rẻ rồi còn gì nữa. Xách ba lô lên và đi du lịch Việt Nam thôi, không nói nhiều nữa mọi người ơi, giá rẻ thế cơ mà, nhìn bờ biển là muốn đi du lịch liền luôn. Nhìn cảnh kìa, nước biển trong veo, bờ cát trắng tinh, rất thích hợp cho kỳ nghỉ dưỡng kéo dài của tôi. Thử nghĩ tắm mình ở bãi cát và ngắm nhìn sóng biển vỗ vào bờ đã thấy thư thái rồi. Sao họ khai thác du lịch mà bờ biển sạch nhỉ? Không biết họ đã phải làm như thế nào để gìn giữ quang cảnh nơi đây? Nếu book tour thì không cần phải suy nghĩ đi đâu. Tour bên Việt Nam rất chu đáo tận tình, hướng dẫn viên cũng biết tiếng Trung, luôn vui vẻ niềm nở hỗ trợ khách du lịch. Mình cũng có trải nghiệm rất tốt khi đi du lịch Việt Nam. Người Việt rất thân thiện, tươi cười, làm người du lịch như mình cảm thấy rất dễ chịu. Bạn tôi mời ông đi du lịch nước ngoài thì có tới 9 ông chọn Việt Nam rồi, đơn giản vì gần Trung Quốc, đồ ăn giá rẻ và thời tiết rất thuận lợi, dịch vụ cũng khá ổn, thích hợp du lịch tầm 1 tuần cho cả gia đình nha. Thấy nhiều người khen dịch vụ bên Việt Nam quá làm tôi cũng tò mò, các bác đi rồi cho tôi xin dịch vụ tour nào uy tín để tôi triển ngay một vé đi Việt Nam với tụi bạn nhé. Không phải quá khen chứ tôi thấy ngoài cảnh đẹp thì con gái Việt Nam cũng thực sự rất đẹp đấy. Bạn bè tôi cứ đùa rằng muốn con đẹp qua Việt Nam cưới vợ, trông cô nào cũng đẹp mọi người ạ. Món ăn Việt Nam rất đưa miệng mình luôn, sao ăn món nào cũng thấy ngon,
thấy hợp hết ấy, mọi người nên ăn nhé, không thì phí của rời. Sau khi coi video này, mình đã đặt ngay một vé du lịch với ông người yêu, mong rằng lần trải nghiệm của chúng mình sẽ được trải nghiệm những dịch vụ tiện ích như bạn nói trong video ngóng chờ quá hà. Người du lịch mỗi tháng một lần như tôi mà sao tôi chưa biết nước láng giềng lại có cảnh đẹp tới như thế ta. Hối hận khi không thể biết sớm hơn, đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc đẹp rồi. Tôi mà biết sớm cũng tiết kiệm được khối tiền rồi, tiếc thật. Đợi hè tôi sẽ cày nát các địa điểm như trên video để cho các bạn một cái review công tâm nhất nhé. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, các bạn đợi tôi nha. Trời đất, Việt Nam được bà mẹ thiên nhiên ưu ái như thế sao? Biển xanh cát vàng, núi non hùng vĩ, khí hậu dễ chịu, quả là một đất nước đáng sống mà lị. Nếu có dịp tôi sẽ thử ghé Việt Nam xem sao. Nhìn cảnh trong video thì tôi hiểu tại sao bạn đi du học và quyết định cư bên Việt Nam luôn rồi. Mức sống dễ thở hơn nhiều so với Trung Quốc chúng ta. Hình như mùa đông họ không có tuyết đâu. Đợi mùa đông mình sẽ qua Việt Nam du lịch trốn đông một thời gian. Thời tiết này quả là thích hợp cho những người sợ lạnh như tôi. Háo hức cũng muốn qua Việt Nam du lịch xem như thế nào. Chưa thấy netizen khen rầm rộ quá đi mất. Không biết có như những lời mọi người đang ca tụng không nữa. Hỏi sao họ luôn thuộc top những đất nước đáng đi du lịch hàng năm. Nhìn cảnh đẹp mê hồn luôn. Đã thế tour du lịch còn rất rẻ nữa chứ. So với những nơi có cảnh đẹp như vậy thì Việt Nam luôn là sự ưu tiên hàng đầu rồi còn gì. Song song với việc thúc đẩy du lịch, họ còn giới thiệu nhiều nét văn hóa ẩm thực đặc trưng vùng miền cho du khách nữa. Công nhận con người nơi đây quá yêu nước. Đi du lịch Việt Nam, ta có thể được sống trong cảm giác như người nhà. Họ niềm nở đón tiếp khách du lịch như người thân quen, vui vẻ, nói cười và tận tình chỉ dẫn. Đi du lịch như này mới là đi nè. Có bên dịch vụ lo tất, chúng ta chỉ cần đắm chìm vào những hoạt động mới mẻ, vui chơi, nghỉ dưỡng như vậy thôi. Trên đây là những lời trầm trồ của cộng đồng mạng xứ Trung khi biết Việt Nam, nước bạn láng giềng của Trung Quốc lại có những cảnh đẹp ngoài sức tưởng tượng. Không đi Việt Nam lại quá phí vì vừa gần, vừa rẻ so với những nơi có quang cảnh dịch vụ ngang như thế. Đối với loa phường 4.0, các địa danh của đất nước hình chữ S của chúng ta không hề thua kém các nơi nổi tiếng của các nước trên thế giới. Người Việt Nam của chúng ta đã, đang và sẽ luôn tự hào khi là một người con đất Việt, được thiên nhiên ưu ái nhiều cảnh đẹp nên thơ, hùng vĩ, khí hậu trong lành, thuận lợi. Những hình ảnh địa danh thắng cảnh của Việt Nam vẫn luôn là một điểm đến lý tưởng cho du khách tới tham quan, tận hưởng những kỳ nghỉ vui vẻ bên gia đình, bạn bè. Bên cạnh đó, ẩm thực Việt Nam cũng rất ngon miệng với đa dạng các món ăn nhiều vùng miền. Đây cũng là một nét đặc trưng, nét nổi bật níu chân thực khách. Mong trong những năm tiếp theo, văn hóa, ẩm thực, cảnh đẹp của Việt Nam vươn ra khắp năm châu, tiếp cận được với nhiều bạn bè quốc tế trên khắp thế giới, góp phần giúp Việt Nam ngày càng duy trì, phát triển, tận dụng những cảnh quan sẵn có để luôn dẫn đầu danh sách top các quốc gia đáng du lịch trên thế giới. Còn các bạn có cảm nhận gì sau khi xem video này? Các bạn có cùng quan điểm với Ad về sự hùng vĩ nên thơ của danh lam, thắng cảnh và đồ ăn siêu ngon tại Việt Nam hiện nay không? Hãy để lại bình luận của bạn ở bên dưới video này nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Loa Phường 4.0 để ủng hộ Ad ra thêm nhiều video thú vị, bổ ích cũng như cập nhật những tin tức mới và hấp dẫn nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.